Ok, mạnh lên, cố lên. Đạp chân, đạp chân, đạp chân, đạp chân. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Đạp đi, đạp, đạp, đạp chân vô nè. Rồi, kiểu này cục quá. Rồi xoay lại, xoay lại. Ok, hay, hay. Rồi, qua đây, quay lại đây. Để đây nè, giữa cao đó. Dĩnh, dĩnh, ở đây nè, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, gần, gần đây. Rồi. Đúng rồi. Tiếp đi. Thả cái này ra, thả. Rồi. Cho nó phao đi cho nó an toàn. Thấp thì thấp đi, dựng cho an toàn luôn. Mà nó hôm rồi nó quen rồi. Nó phao rồi. Để cao lên, để cao lên. Các bạn thấy mày hay không? Các bạn đăng ký kênh giúp May, ủng hộ May với nha. Rồi, May chuẩn bị bắt đầu bơi lại một vòng nữa cho các bạn xem nha. Mày ơi, thôi đi qua bên kia đi, đi qua hồ lớn bơi, bơi ơi, bên đây đông quá. Đi, đi qua hồ lớn rồi, đi, đi, đi. Để ra cái điện thoại cái đã, chào các bạn đi. Đi qua, mai giờ mai qua hồ lớn bơi nha mấy bạn, bên kia còn hồ nữa. Từ từ. Đợi ba. Rồi đi 2, 3, đi xuống. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Rồi, đập bơi đây, đạp. Đúng rồi. Đạp. Cố lên, đạp đi. Hít thở, đạp chân. Hít thở. Đạp. Đúng rồi, đạp chân. Đạp chân, mày đang đạp ở hồ lớn nha mấy bạn. Đạp chân, hít thở, đạp. Đạp. Đạp đi. Cố lên. Đạp, 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 đạp chân. Ok, đạp đi, đạp đi, đạp đi, để qua tới bên kia luôn. Đạp mạnh lên. Hít thở, đạp, đạp chân. Đạp chân. Đúng rồi, đạp chân, đạp mạnh lên. Đạp mạnh lên, cho di chuyển chân luôn. Đúng rồi, đạp mạnh lên. Đạp mạnh lên, mạnh lên. Đạp mạnh lên. Đạp đi, đạp đi. Đạp đi, đạp đi, đạp đi. Đạp. Rồi. Rồi, đứng lên. Yeah. Các bạn thấy mấy giỏi không?
Rồi, 2, 3, đi, đạp. Đi tiếp. Ờ, các bạn đi hồ bơi với mày nha. Ok, rồi, đi tiếp. Rồi, đạp đi. Đạp, đạp đi con, đạp đi. Đạp, đúng rồi. Đạp. Đạp. Đạp chân, đạp chân, đạp chân. Đạp chân. Đạp chân. Đạp chân. Thả lỏng ra, đạp chân. Trời, cái gì vậy em?